mình là cái căn này nè của chú anh chị ha. Cái căn này nè, đó là một chợp một lầu ở phía trên nha của chú anh chị. Cái hướng này nè, hướng này là mình đi về ngay chỗ cái hẻm 759 Hương Lộ 2. Hẻm 759 Hương Lộ 2 là hướng mình đi thẳng ra, mình sẽ rẽ trái đó, là mình sẽ rẽ trái tầm 200m đó là mình sẽ về bệnh viện Bình Tân. Còn mình rẽ phải á, mình đi tầm 2 cây thì mình sẽ về ngay chỗ ngã tư bốn xã nha của chú anh chị. Ngã tư bốn xã, đường này thì đường trải nhựa nha, đường trải nhựa 6m. Đó, đường trải nhựa 6m nha. Hướng này á, mình đi thẳng lên mình rẽ mấy cái nhánh nè, mấy nhánh bên tay phải này nè là mình sẽ về ngay chỗ cái chiến lược. Đó, hẻm thông chiến lược nha. Thông ra hẻm 344. Đó, thông ra hẻm 344 chiến lược nha. Đó. Đường rất là đẹp nha. Đó, cô chú anh chị mình đang quan tâm á, thì mình qua mình xem căn này đi. Xem căn này để mình coi cái giá phù hợp thì mình thương lượng với chủ luôn. Đó, giá chủ hình như đưa ra vẫn còn thương lượng được. Còn ở đây là đường hẻm 344 nè. Hẻm 344 chiến lược nè, hướng đi thẳng ra là thông luôn nha. Đó, hướng đi thẳng ở phía trước á. Đó, hướng này nè. Đó, hướng phía trước đó là hẻm Ba Gác nha cô chú anh chị. Đó, hẻm Ba Gác, còn mà mình tới ngay chỗ cái góc gạo cái góc này nè, 344 sạch 75 sạch 57 chiến lược nè, là mình quẹo phải á, là mình đi thông nha. Quẹo phải là mình đi thông ra ngay chỗ cái thằng 344 sạch 75 chiến lược, thì mình thông cái đó thì đường nó đường xe tải vẫn đi vào được, xe hơi xe tải đi vào được nha. Đó, còn vị trí ngôi nhà của mình đó thì nãy em cũng đã giới thiệu cho cô chú anh chị rồi, thì mình đi bên hướng này mình đi vào nè nó gần hơn, còn mình đi chiến lược vào thì mình đi theo cái địa chỉ thì nó hơi xa một tí, nhưng mà đường này á thì nó đẹp hơn nè. Hiện tại nhà mình thì đang lấy số nhà của chiến lược nha. Đó, số nhà của chiến lược. Hướng này đi thẳng ra thì mình ra ngay chỗ cái mặt tiền Hương Lộ 2 nó gần hơn nha. Đó, đường này thì cô chú anh chị mình đi xe hơi vào đến tận nhà luôn, đường cái đó. Ngay chỗ cái góc này nè, cô chú anh chị thấy không? Cái mặt đường của nhà mình nó rộng, nó cao hơn so với cái mặt đường trải nhựa phía dưới nha. Đó, nên sau này nhiều khi đường trải nhựa phía dưới đổ cũng ngang với lại cái đường mặt đường của đường nhà mình luôn á. Đó, nó rất là thuận lợi nha. Ở đây thì không ngập đâu cô chú anh chị, bao ngập nước luôn cô chú anh chị ha. Có rãnh nước rồi nè, rãnh thoát nước rồi đủ hết. Nhà mình hiện tại đang thuộc số nhà là 344 sạch 75 sạch 81 chiến lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Nhà mình thì hiện tại ngang là 4m nha, ngang 4m. Đây, nhà mình đây. Đó, nhà mình ngang 4m, tính từ cái vị trí trống ống nhựa nè qua tới cái mép tường bên kia là ngang 4m nha. Đó, nhà mình được cái chiều dài á, chiều dài đi vô trong á là một bên á, nhà mình thì chiều dài vô trong là 7m. Đó, chiều dài vô trong 7m và được cái ban công ở phía trên đó cô chú anh chị thấy không? Cái ban công nó đưa ra được hơn nửa mét đó cô chú anh chị, hơn nửa mét á, nhưng mà cái góc ở ngay chỗ cái cửa thì nó rộng hơn nha cô chú anh chị ha, nó dài hơn chẳng tầm 1m hơn cô chú anh chị. Còn mà bên cánh cửa sổ thì tầm là hơn nửa mét thôi. Đó, hơn nửa mét. Ở trên thì nó cũng có khung bảo vệ của chú chị ha. Đó, cái lan can. Đó, đường này thì hẻm cục nha. Đó, hẻm này hẻm cục, đi thẳng vô trong nữa là cục nha. Cục đó, đường thì 4m của chú chị mình thông thoáng luôn, để hai chiếc xe máy trước nhà thoải mái nha. Đó, rất là đẹp rồi. Nhà mình hiện tại đang có hướng chính là hướng bắc nè. Hướng chính là hướng bắc thuộc Đông Tứ Trạch nè. Căn kế bên là mới xây nè của chú anh chị thấy không? Mới xây mà xây full luôn à. Nhà mình trả lộ giới về hết rồi nha. Trả lộ giới về hết rồi. Đó, cho xây full luôn cô chú anh chị thấy không? Đó, nhà mình ở đây không bị quy hoạch nha. Để mở file quy hoạch cho cô chú anh chị mình xem nha. Để cô chú anh chị mình biết cái vị trí của nhà mình nó nằm ở đâu. Đây, vị trí ngôi nhà của mình đây. Đây, vị trí ngôi nhà mình nha. Đó.
nhà mình có tổng diện tích nè, tổng diện tích 26 mét vuông nè đó. Nhà thì hiện tại là đang thuộc nhóm đất ở hiện trạng nha cô chú anh chị đó, đất ở tại đô thị nha đó. Hiện trạng cho trong sổ là hiện tại sổ ghi đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng là lâu dài đó, thời hạn sử dụng lâu dài. Nhà mình là hoàn công đủ một lầu ở trên luôn nha, hoàn công đủ một lầu ở trên luôn đó. Giờ em sẽ vào bên trong để mở cửa cho cô chú anh chị mình tham quan nha. Lớp cửa sắt nè, kính nè đó, lớp cửa sắt kính nè cô chú anh chị. Nhà mình á, tính từ vị trí mặt đường á, lên tới trên này á, là khoảng cỡ 3 tấc á cô chú anh chị, 3 tấc á, tầm 3 tấc cô chú anh chị ha. Ở bên trong nhà mình nè, ngang 4 mét nha, ngang là ngang 4 mét, chiều dài vô trong là 7 mét nha cô chú anh chị. Ở nhà rất là rộng nha, rộng hai bên tường cũng đã ốp gạch rồi nè. Đó, căn này mà cô chú anh chị mình mua về ở thì tuyệt vời rồi. Đó, chủ đang kêu bán với mức giá cũng quá là tuyệt vời luôn, có sổ hồng riêng đầy đủ hết. Đó, chủ đang kêu bán mức giá là 2.750.000.000. Giá này thì mình còn thương lượng á, cô chú anh chị mình quan tâm đó, mình cứ tới mình gặp trực tiếp chủ mình thương lượng thôi. Đó, em Hoàng thì quay để review với lại dẫn và mở cửa cho cô chú anh chị mình xem trước. Rồi cô chú anh chị mình đăng ý thì mình cứ qua mình gặp chủ mình thương lượng ha. Đó, nhà ngang 4 dài 7 mét, rộng vải. Đường ống nước đó. Nước máy nè. Này khoa đồng hồ nước máy nè. Đó, cái không gian nước máy nè, đầy đủ hết. Ở đây cô chú anh chị mình yên tâm nha. Đó, nhà này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, đèn hệ thống chiếu sáng đồ đầy đủ hết. Đó, trên có kệ thờ nữa nè. Kệ thờ phía trên nữa nè. Đó, có một ngăn một vách tường nha, là ngay dưới cầu thang này ngăn một vách tường. Đó, ngăn một vách tường ở đây. Đi vào bên trong này thì sẽ có khoảng không gian của bếp nè. Bếp thì hơi nhỏ thôi cô chú chị ha. Đó, nhưng mà tại cái khoảng không gian của cầu thang này rộng quá, đâm ra cái bếp của mình nó hơi ngắn một tí. Nhưng mà không sao. Đó. Ở đây thì cũng được hai người đứng ở đây là thoải mái rồi. Kệ thì kệ tủ rồi đủ hết, cửa nhôm, tủ nhôm nha. Đó, tủ nhôm nè cô chú anh chị. Đó, bề mặt đá đẹp. Vòi nước nữa nè. Đó, đây có vòi rửa chén nè. Vòi rửa chén đây, còn bên trong đây thì có khoảng không gian mình để kệ để đồ dưới đây nè, có cái lại để mình lên xe luôn, đầy đủ hết rồi. Nhà mình thì cao hơn mặt đường 3 tấc, quá trời tuyệt vời rồi. Bên trong này khoảng không gian của bồn cầu nè cô chú chị. Đó, bồn cầu. Rồi bên này thì có lavabo, rồi gương soi phía trên. Gạch thì ốp full nha, ốp này ốp full nè. Đó, vòi sen nè cô chú chị. Không biết nhà này có máy nóng lạnh không, nước có nóng lạnh không, để tí em hỏi chủ có nóng lạnh không cô chú chị ha. Chứ mà em thấy có một cái đường ống á. Đó, đường 4 mét của chú chị mình đi xe tải vào đến tận nhà luôn, xe hơi. Xe vào đến tận nhà luôn, không thì mình đi vận chuyển đồ, mình đi ba gác vào. Thoải mái à. Đó, nhà có hướng chính là hướng bắc nha cô chú chị. Hướng chính là hướng bắc, đó, hướng này rất là mát mẻ luôn á. Đó, hướng chính hướng bắc mát mẻ. Thì mình cứ về mình ưng ý thì mình qua mình xem trước cô chú chị ha. Đó, em Nguyễn Hoàng sẽ review trước cho cô chú anh chị mình xem, để cô chú anh chị mình hình dung được cái vị trí ngôi nhà. Và ở trên đây nè, ở trên đây sẽ có hai phòng nè. Đó, hai phòng ở đây. Hai phòng đều được chủ đang thiết kế là cửa nhôm. Đó, kệ cửa là nhôm hết. Có lắp máy lạnh sẵn luôn nè, đường ống máy lạnh đâu cô chú chị. Ở bên trên thì đang đóng la phong nha, đóng la phong. Ngay dưới đó là có cái đèn nữa mà chắc chủ chưa có mở, mà nhìn là thấy cũng sáng rồi, sáng rực luôn của chú chị ơi. Đó, này mình mua về mình ở thôi, thoáng mát. Đó, sổ hồng riêng đầy đủ hết. Giá thì chủ đang kêu là 2.750.000. Đó, giá này thì còn thương lượng với cô chú chị.
cô chú anh chị mình qua cứ ưng ý mình thương lượng cái giá với chủ thôi, được thì mình gặp chủ ha. Đó, có ban công trước nè, đó ban công này nè, ban công rộng chưa cô chú anh chị. Đó, khúc này được 4 ô gạch nha, gạch này chắc gạch 40 nè, 4 ô được mà đó, 4 ô mét 6 luôn cô chú anh chị ha. Đó, khúc này mét 6, khúc này 8 tấc nè, 8 tấc gần mét nè, tính luôn cái ụ này là mét luôn. Lan can được thiết kế bằng sắt nha. Đó, có cửa sổ bên hông luôn. Đó, bên trong kia của chú anh chị thấy không? Nhà mới xây rồi, hai căn mới xây luôn. Đó, hai căn mới xây, căn kế bên của nhà mình cũng mới xây nè. Đó, khu này trả lộ giới hay về hết rồi cô chú anh chị. Hồi xưa lộ giới của mỗi căn nhà này nó rất là dài nha, nhưng mà trả về hết rồi. Đó, đường trước nhà đường 4 mét đó cô chú anh chị. Đó, đẹp quá là tuyệt vời rồi. Hướng này mình đi thẳng qua nữa, mình đi ra cái hẻm 344 của chiến lược nữa, thoải mái luôn. Mà nếu mà mình đi làm thì mình đi cái hẻm 759 nè. 759 mình ra Hương Lộ 2 á, để mình đi về các quận trung tâm nó gần hơn. Đó, nó tuyệt vời hơn. Còn mình đi cái hẻm chiến lược á thì nó kẹt xe nhiều hơn. Đó, mình đi 759 đó cô chú chị. Và Nguyễn Hoàng xin giới thiệu cho cô chú anh chị mình tới đây. Cô chú anh chị mình quan tâm á, thì mình liên hệ Nguyễn Hoàng với số điện thoại cho hotline trên màn hình, và Nguyễn Hoàng sẽ qua mở cửa cho cô chú anh chị mình xem. Đó, cô chú anh chị mình ưng ý thì mình qua mình gặp trực tiếp chủ, mình thương lượng giá cả để mình xem sổ luôn. Đó, và Nguyễn Hoàng xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video này nha.